Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Đài truyền hình Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, thời tiết toàn tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có mưa rào. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Tiền Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam. Áp cao lạnh lục địa suy yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, hoạt động ổn định. Thời tiết trong tỉnh tốt, phổ biến, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ C. Riêng đối với thời tiết các khu vực trong tỉnh, tại các huyện phía Tây gồm Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và Tân Phước có mây, ngày nắng, có lúc gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ C. Ở khu vực trung tâm gồm các huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và Chợ Gạo, có mây, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ C. Thời tiết khu vực phía đông gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ C. Khu vực trồng cây ăn trái, thời tiết phổ biến không mưa, nắng nhiều, do vậy bà con vẫn cần phải chủ động tưới nước và giữ ẩm cho cây trồng, đồng thời thường xuyên thăm vườn để sớm phát hiện sâu bệnh hại và có biện pháp phòng trị kịp thời. Tại các vùng chuyên canh rau màu trên địa bàn tỉnh, người dân tranh thủ thu hoạch rau đến thời kỳ thu hoạch, tích cực phun tưới cây mới gieo trồng, tăng cường cung cấp nước để tạo độ ẩm, đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển của các loại rau màu. Bà con cần thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để tăng cường các biện pháp chống nắng nóng. Đối với cây trồng, thường xuyên bảo đảm đủ nước tưới, cung cấp chất dinh dưỡng hợp lý theo nhu cầu của từng loại cây trồng. Khuyến khích người dân lắp đặt hệ thống nhà lưới dàn phun tưới nước tự động để duy trì độ ẩm, bảo đảm nhiệt độ phù hợp cho cây trồng. Khu vực nuôi trồng thủy sản, thời tiết tương đối thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của thủy sản. Kiểm tra, bảo quản tốt thức ăn cho thủy sản nuôi, tránh bị ẩm mốc, quản lý thức ăn khi cho ăn, tránh bị dư thừa. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.